cắt hết năm kia rồi, còn năm ngoái thì nó đọng độc nhất. Năm ngoái động nước, năm ngoái bị động nước, cái ruộng dưới này động nước. Ừ, nhưng mà được nhiều không, tổng được nhiều? Dạ tổng được nhiều, tổng đây ruộng dưới này động động nước, giờ lại phải múc lại hết. Múc lại cả ruộng này gì? Múc đây là khoán hay nào? Dạ khoán hay nào? Múc theo tiếng. À múc theo tiếng à? Mỗi tiếng mấy trăm? 300 tiếng. Cái ruộng này hết độ mấy tiếng? Cái này hết khoảng tầm 6-7 tiếng. 6-7 tiếng từ sáng giờ. Thế cũng khối tiền gì? Thế là hết ruộng này là bao triệu? Cái này hết khoảng tầm 2,5 triệu. Năm nay định trồng bao nhiêu cây? Trồng năm nay trồng cây con thì mua khoảng tầm 250 thôi. Còn cây này để lại trồng. À cái cây này gì? Cây này năm ngoái đấy hả? Cây này trồng năm nay được ăn này. Được một trồng là phải trồng gọn là một khu ấy phải. Đâu? Giờ đã dồn hết vào cả trồng một ruộng này. Đúng rồi. Ừ, còn ruộng bây giờ là chưa? À đây đào lại ruộng này đấy hả? Vâng, ruộng này nó động nước. Động nước nhưng mà thoát đấy hả? Động nước nó hối rễ, không lên. À, thế là múc lại để đánh lại. Vâng. Phải nhấc lên. Lại dồn hết lên ruộng này. Ừ. Làm. Đây là thôn Yên Thiện nhỉ? Vâng. Thôn Yên Thiện đang chuẩn bị đất đào. Đây, cháu trồng bao nhiêu cây? Trồng 350. 350 cây nữa, ít thế. Đấy là dòng mới. À ừ. À dòng 350 là dòng mới. Còn cũ như cái đào một năm rồi còn nhiều. Còn nhiều. Tổng là bao nhiêu? Những cái cây cũ này giờ nó 300 cây. 300 cây. Ừ. Đây này là những cây này thì năm nay được bán. Còn dòng bây giờ là chưa có bán được. Vâng. Sang năm cũng lâu nhỉ. Ở dần ha. Cháu tên là gì nhỉ? Tên là Hưởng. Hưởng ở thôn Yên Thiện. Vâng, xóm Năng Nương, thôn Yên Thiện. Xóm Năng Nương. Vâng, đây là xóm Năng Nương. Nhưng mà mỗi sào cái này được nhiều. Dạ. Mỗi sào được nhiều. Mỗi sào được bao cây? Nó tầm 120 thôi, 120 cây. 120 cây. Cánh đồng hình như là đào hết. Có dòng ngô thì lói dòng ấy chứ còn không vuông gì đâu. 350 một tiếng. Long đang bảo cho là mình cho múc thử cái không múc được hả? Cái này uống thì được nhưng mà múc khó trời đấy. Ôi giời. Thôn Hồ Lưa à, thôn gì nhỉ? Sáng Nàng Nương nhỉ? Thôn Yên Thiện. Bà con chuẩn bị vào đồng lên đào. Cái này xong là trồng luôn chứ phải? Vâng. Ừ. Cháu dòng đào này nó bao năm rồi? Dòng 5 năm. 5 năm, kỹ thuật lắm nhỉ? Vâng. Cái này nó chủ yếu là phun hay thế nào? Vâng, chỉ phun thôi. Tháng là phun mấy lượt? Tháng phun 2 lượt, 3 lượt. Trông nó thế nhưng mà cũng nhàn, cũng như nó chỉ một việc thôi nhỉ? Vâng, vất vả phết đấy. Vẫn đi xây được ý. Vâng. Được không? Được, nhưng mà vất vả lắm. Tức là đâu vất vả, chỉ tháng... Bón, phun hai vợ chồng thì mất một tháng, mất độ 10 ngày giống như. Vâng, còn phun cần cắt. Cắt thì nó chỉ một lượt thôi. Uốn, đóng cọc uốn. Đóng cọc uốn là phải bảo người hả? Đâu nhà làm đấy hết. Thì có cái ngắt ná thì mình phải. Vâng, ngắt ná thì... Lúc ngắt ná thôi. Ông ra nhà ấy tội phó gì nhỉ? Đi đang ấy kia nhỉ? Buộc dàn đi. Đây là cắt cây đi à? Cắt lại à? Sao làm cây bé này có đi đâu? Đi được, thoải mái. Dữ lắm. Anh Thanh ra ngoài được dòng nhiều? Ngoài bán được có mấy chục triệu. Ồ thì ít. Ngoài được mỗi dụng kiểu kia bán. Ừ. Anh chào khán giả con xong rồi. À, xin chào khán giả của... Anh giới thiệu qua xưa qua. Có tên là Dương Văn Thanh. Ừ, thôn Yên Thiện. Yên Thiện. Ừ, phó thôn. Còn là cụm trưởng thôi. Cụm trưởng cụm một thôn đi gì? Cụm dân cư. À, cụm dân cư. Thế gọi là phó thôn. Phấn đấu làm nào hết năm nay lên trưởng không nhỉ? À,
Lên trường là phải biết sửa điện là một này, sửa ống nước là hai. Học cái đấy chưa? Chưa. Ui giời, thế thì không biết sửa ống nước sửa điện nó không bầu đâu. À, dân nó không bầu à? Đúng rồi, thì mình phải rút được nhà khó khăn, những cô nào gia đình nào người ta leo đơn khó khăn mình phải điện đóm mình phải hỗ trợ. Đấy. Tới đây tôi đi học. Học cái đấy. Thì mới làm trưởng thôn được. Trưởng thôn nó phải đa năng, đúng chính phủ đảng ta mới phải giúp đỡ dân, cái người khó khăn. Còn nhà ta có đủ hết, người ta cần gì phải giúp. Chưa có câu chuyện đầu xuân. Năm nay dòng bao nhiêu anh Thanh, dòng bao nhiêu? Này có vừa trong cái dãy dòng dụng mới kia. À, dụng mới bên kia. Dụng mới thì chưa làm gì được. Cái đào mới phải mất năm. Nhưng cái đài năm nay là được. Này có 300 cây thôi. Nhưng nhà anh bây giờ là phải vít rồi. Ở nhà vít. Nhiều nhà người ta để nó lên cái mầm xanh người ta mới vít phải không? Vâng. Đây này, mầm quanh người ta mới vít, người ta bảo thế thì ở dưới nó cũng hoa. Nếu mà vít sớm là nó mới có răm bụng. Ừ đúng rồi, răm bụng. Mà vít sớm là cái răm bụng sẽ mất. Đúng rồi, nó lên là thế. Tức là để nó lên khoảng vài phân sao? Ngoài là nó 20 25 phân người ta mới vít. Thì mới vít thì nó được răm bụng. Thương thủng nó ngoài nó thương đây nhà thương nó ngoài. Đúng không? À. Năm ngoái đều viết thế, nhưng năm nay thì không biết họ viết thế nào, viết hết rồi. Nó làm kỹ thuật lắm, nó làm ấn cái gốc, chắc ấn từ lúc bé rồi. Vâng, ấn cái ốc hình rồng ấy. Hình rồng, đúng rồi. Tức là lên được 5-6 phân rồi ấn ngay có không? Vâng. Chứ tầm này chịu không ấn được rồi. Dạ, to này ấn làm sao được. Thế là năm nay ông Tân Người Đốc năm nay ăn Tết có to không? To. Anh biết chứ không? Vâng. Năm nay cô năm nay phát từ đầu tí từ đuôi. Vâng, nó xem trên kênh rồi biết không? Xem rồi. Đăng ký chưa? Đăng ký thì chưa. Chưa hả? Hôm nay đăng ký, hôm nay là phó giám đốc thôn là lên hình. Mình đăng tải đây nói với anh Thanh là cũng hỗ trợ bà con phát, nhiều người đến biết chứ. Vâng. Năm ngoái này miền Trung miền Nam, nhưng năm nay là tất cả. Vâng. Nên nhiều người bảo là phát cái clip sáng cái đào mới để xem họ kỹ thuật họ làm thế nào. Đây giờ tình hình là thế nào, bây giờ là đang buộc lại dàn. Đúng rồi, buộc dàn xong rồi mới vít xuống thành đầu huyền. Thế nhưng mà nhà anh thì theo những quan điểm của anh để cái mầm bao nhiêu thì anh vít xuống? Tức là cây đang thẳng này ra mầm bao nhiêu? Thẳng này ra một tấm. Mình chia sẻ mình giống như cái đây phải không? Đúng rồi. Bao nhiêu phân? Cái này thì giờ thì năm nay thì dân làng nó vít hết rồi, mình phải vít thôi, mình để một mình không được. Đâu, nhưng mà từng ra khoảng độ năm ngoái thì là 25 phân mới biết đấy, nhưng năm nay thì nhưng mà có được bụng năm ngoái thì cũng có nhà ô, tức là bán sẽ nó sẽ đẹp hơn. Rồi. Nhưng mình cứ theo là 20 phân mình biết đúng không? Bây giờ năm nay thì người ta biết hết rồi, mình cũng biết thì nó lại trong ruột. À thế nên mình cả nhà người ta biết hết đâu, thế là mấy nhà chưa biết được, mấy nhà chưa biết thôi. Đấy còn mấy nhà đấy không? Ở dưới kia có nhà nó vít xong rồi nó mới cắt. Đấy này, con năm nay này có nhà nó vít xong mới cắt. Đúng rồi, có vít đầu năm rồi. Đáng đào này như người ta vít từ trong năm rồi đấy. Có vít từ trong năm ấy. Đúng rồi, em biết. Cái kênh của ông Quang phát là vít từ bắt đầu vít rồi xong họ mới cắt. Vâng. Nhưng mà cái đào này là do kỹ thuật mình chăm đấy nhỉ. 1,5 triệu là do mình. Đấy, kỹ thuật đấy. Chứ không phải do trời đâu. Trời là ra hoa thôi. Trời là ra hoa thôi. Không, trời ra hoa chứ còn để răm dày mới lại hai là cây to là do mình. À vâng, đúng rồi, đấy là mình. Chứ cây mình bé mình đòi nào được 1,5 triệu được. Có không? Cây bằng lon bia thì là 1,5 triệu chứ không phải bàn. Không phải bàn rồi, có nhớ. Cái này mình chăm phải to đẹp. Đúng rồi. Kỹ thuật chăm. Kỹ thuật chăm rất dẻo đẹp. Đại khái là như đứa con này, có nhớ. Đúng rồi. Thì kiếm được. Mình chịu khó chứ mất công một năm chờ đợi mình không làm đến nơi chốn đâu. Và nói chung cũng như con mọn, nhưng mà nói chung không vất vả lắm anh Thành, không nhỉ? Vâng. Việc nó nhẹ nhàng thôi nhỉ. Nó nhẹ nó buôn chân ra. Ừ. Thế là tổng năm nay định bao nhiêu cây là bán được? 300 cây. 300 cây. Ít thôi. 300 cây giả sử như được 1,5 triệu thì cũng được có vẫn 45-50 triệu nhỉ? Vâng. Có không? À, 450. Dưới là 450 triệu. Thế nhưng mà anh phải cố gắng. 7-8 cũng xong review lại. Tầm đấy thì đến đào tầm ấy đẹp đấy. Quay lên thì đẹp. Không, bây giờ ta hỏi kỹ thuật xem là mình phun thế nào. Bây giờ thì ra riêng thì phun những gì, loại gì đầu tiên khi nó chồi mầm ấy. Vừa cắt xong. Đây mầm đây hả? Đây mầm đây. Đây gì? Này. Ừ, mầm đây.
Thế là phun loại gì? Loại phun kích mầm lên rồi. À, phun thuốc kích mầm. Kích mầm, kích nọc lên. Cái kê thuốc cũng rẻ đấy. Vâng. Kích mầm xong là bắt đầu là xong là nó ra mầm nó phun dẹp phun hướng sâu. Đúng rồi. Cái này nói chung cả làng đang học nhau có cái kỹ thuật mềm to bé được tiền thì có không? Cái dẹp này thì mình cũng thử bé đấy, là nhà sạch bóng này cũng có dẹp dày dẹp bám được. Nó bám mà là trắng là hỏng. Cái đào tải đúng ưa dẹp. Cái này đấy thầy em có dẹp đâu? Rồng ở nhà giả sử mua một cây rồng ở nhà không được nhỉ? Mình để ý thế nhưng mà lại không đúng kỹ thuật sao vẫn thỉnh thoảng nó chết cành nữa, phải là do sâu chết cành, chết cành nó do sâu đục rồi thân nó chết cành ở nhà mình rồng ra ấy thì nó mình sống tự do ở nhà hai ba cây là không phun được thuốc tại vì mới lại không ai để ý không những qua không bỏ nên là cắt cây xong buộc lại. Đang này còn níu đâu? Níu tốt. Nào nó phải uốn đều ngoạn anh Thành. Vâng, đấy thì mình chỉ đấy, kỹ thuật đấy, đến cái đấy là khách hàng đến là ưng rồi. Bây giờ mình chỉ buộc ra. Chứ cây ngỏng ra, cây ngỏng vào. Như bên kia mình buộc rồi kìa. Đâu? Đấy, như bên cái nút à, này mình buộc lại rồi. Như thế rồi, thì mai ngày kia là... Thế nhưng mà cái này tưởng buộc thêm một cắt đó gì? Không, anh cắt ra, để đâm cái cọc này xuống. À, cọc lại đâm yếu. Đấy, giờ mình quăng, để giảm cố thêm. Như bên kia đã làm xong rồi. Cái luống tít bên kia. Đấy, bên này là cái luống này, bên này, bên này. À, đây ngay bên này. Đóng rồi đấy hả? Lại hết đâu đấy rồi. Xong rồi, chỉ cần tìm bắt. Cái cọc này đóng còn xuống. Xuống chứ. À, đóng, nó sâu xuống. Cái này là mình cũng cần biết mình chứ. Mình có thể giữ lại cho cái thẳng cây. Cây nó thẳng cái này. Nhưng giờ vẫn cây này xong đóng xuống. Cái này, xong cái cây nó lên, cái này nó thẳng như này. Đây, của anh Thanh là cắt hôm nào đã xùi dăm trong tết. Vừa cắt ở hôm kia. Kia đã phùi, à vẫn cả là phùi cũ. Cái này rất nhanh. Nó như mầm cũ nhỉ. Và cái này đánh tì nó là đẹp. Hôm thương Hương ở cái có hoa ở bụng là phải có kỹ thuật. Thật là người ta cắt dăm này ra ngoài năm như thế này. Để nói thế này nhá. Cái dăm này để mà nó lên được tầm 25 phân thế này. Thế nên phải ra đây. Thì bắt đầu nó quýt xuống. Thì bắt đầu nó mẹ ngóc lên. Chứ bây giờ mình biết từ bia cái là cái thằng này nó bia tí này nó phải tìm lên trời chứ tìm xuống đất. Thì nó bụng này làm gì có cái gì. Hay bị thối. Không thối mà nó lên thế này luôn. Tại vì nó lên chiều nó lên ngóng lên chứ ai cũng ngóng xuống đất. Hay ngoài năm là rằng cái làng năm này thì công nhận làng đang cắt từ ít từ lúc sớm. Qua quay mà đấy là nó nhà nó vít từ trong tết bây giờ nó mới cắt nạc cắt cạnh này. Tức là cây gần chịu đấy. Cắt chịu rồi thì nó mới chịu rồi, tại vì hơn tháng này nó lại chịu ngay mà đến giờ phải 2 tháng rồi chị. Chịu rồi. Cái này. Anh Thanh nếu sơ qua lắm được là năm nay nó phát triển thêm bao phần trăm của thôn mình, loại thôn mình rồi. Năm nay hoa tăng lên diện tích lên trồng cái đào này bao phần trăm? 3%. 30% rồi. Đến không? 30% thôi. Tại vì nhưng mà làm... tin chắc không phải phát cái clip nhưng mà cái này dần không nhanh là sẽ bão hòa. Đông người rồng là nó sẽ. Tại vì nó gần hết diện tích đâu. Cánh đồng này hết. Đây. Cái này là đứng ruộng này là nay mai cái đặng rồng. Đây ruộng này phát mầm. Đúng bên này là để mầm. Không, này ta cũng sửa đấy. Đâu? Mới cắt một lượt đấy hả? Đã, nó đang gọi máy lên để nó bổ lại rồi. Bổ lại cái ruộng kia kìa. Thế dạo phí gì? Vẫn được mầm nữa mà phải không? Không, nó không để mầm. Đấy, nó bổ lại như cái anh kia kìa. Thường là nó năm thì người ta thế nhưng mà giờ để mầm nó để lâu hơn thế nào. Tưởng là nó kia nhà kia là viên vít đẹp không? Bên kia. Yeah. Vít đều. Chỉnh cái ngọn sao nó đẹp xong rồi mình. Cái này vít thì nó có 2 người. Có mà khi gió mình bình thường phải chỉnh ngọn không nó xô lệch. Nhà ai kia đang vít. Trên kia nhà anh đã đổ. Nhiều nhà là nó cứ đại khái là nhà nhưng, ít nhất là kiểu có sao. Nhưng mà nhà nhiều nhất đúng không? Nhà nhiều nhất thì nó cũng rất đắt khoảng 2 lần. 1.200 cây gì? 1.200 là nhân với ấy là phải. Nó là mẫu 2 ruộng rồi đấy. Mẫu 2 là hơn tỷ à? Hơn tỷ. Nếu một chất lượng đào ấy. Và nếu mà được có 1 triệu thì được hơn tỷ. Anh Thanh là cố gắng đi triệu, tối thiểu đi triệu 2 một cành.
Vâng, đang phấn đấu. Yeah. Đang thì phấn không đấu. Quá công mình chờ đợi một năm kêu như vâng. Cũng mất công vậy. Đang phấn đấu đấy. Đúng rồi. Mình không đạt triệu rưỡi nhưng mà phải cuốc triệu hai. Cái này bón kỹ thuật nhé. Vâng. Đấy, quán đấy. Mà không thể là chết đấy, không thể nó xót rơi, không chết, không phải chuyện đùa đâu. Cái này anh tham không được, không hiểu. Cái này bón vào mùa mưa mà phân lên là nó nhiều quá không được. Là xót. Xót là chết. Không hiểu. Còn càng phân tươi vào càng chết. Càng chết. Không hiểu. Phân chim, phân đúng rồi, phân là nó lặng không hiểu.